con. Hôm nay cô Tú sẽ cùng với cả các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện có tên Ổ bọ chết. Chúng mình đã từng nuôi một chú cún xinh xắn đáng yêu nào chưa nhỉ? Cô Tú thì cũng đã có một chú cún rất là xinh xắn đáng yêu ở tại nhà của mình. Và chúng mình có yêu chú cún đấy không? Và vì sao chúng mình lại rất yêu quý những bạn cún nhỉ? Vậy còn bạn nhỏ ở trong câu chuyện này thì sao? Chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Câu chuyện Ổ bọ chết. Có một chú chó nhỏ, không có tên và cũng không có nhà cửa. Những gì chú có chỉ là một đống bọ chết ở trên người. Mà sống chung cùng lũ bọ chết thì nào có dễ chịu gì đâu. Chú côi cút một mình nơi thành phố lớn, rồi sục sạo kiếm ăn ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có thức ăn là chú sẽ sục sạo vào. Chú tích sủa oang oang vào những thứ màu xanh biếc khổng lồ, cứ mỗi lần chạy qua lại kêu lên như sấm rền. Và chú thích chạy đến cái chỗ xanh mát rộng bát ngàn, nơi có nhiều những bạn chó khác. Chúng đều được chủ dắt đi dạo. Chú cũng ước ao giá mà mình được dắt đi như thế. Đôi khi chú lân la tham gia vào cuộc vui của các bạn chó, nhưng chủ của chú đều gọi chú là ổ bọ chết và đuổi chúng đi. Đi 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 đi, ổ bọ chết thật là ghê quá. Vào một ngày nọ, chú thấy một cậu bé đang chơi bóng, nhưng lại chẳng có chú cún nào bên cạnh. Mẹ cậu thì bận rộn và chẳng có ai chơi cùng cả. Ồ, như thế là không ổn rồi. Vì thế, khi cậu bé ném quả bóng, chú chó nhỏ chạy nhanh hết sức, băng qua cụi cây màu xanh, xuyên qua những luống hoa hồng, rồi ngoạm lấy quả bóng. Vui quá, vui quá! Chú chưa bao giờ được chơi như thế này. Cậu bé rất hào hứng. Cậu nhẹ nhẹ gãi vào chiếc cằm của chú. Chú chó thích lắm. Trước giờ chẳng ai gãi cho chú như thế cả. Đừng có động vào nó, bốp! Mẹ cậu bé kêu lên. Nó lấm toan bùn đất thôi con. Không sao đâu mẹ, Búp trả lời. Con thích chú chó này lắm mẹ ạ. Mấy ngày sau, chú chó nhỏ luôn tìm cậu bé, còn cậu cũng luôn tìm chú chó nhỏ của mình. Mẹ cậu thì lúc nào cũng bận rộn với em bé nhỏ, nên chẳng để tâm đến việc đấy. Thế là cậu bé và chú chó nhỏ trở thành những người bạn thân. Nhưng rồi một hôm, cậu bé không muốn chơi đùa như mọi khi nữa. Cậu buồn bã lắm. Cậu kể với chú chó nhỏ rằng gia đình cậu sẽ chuyển đi vào mấy ngày tới. Họ sẽ đi rất xa, rất xa, và không còn cơ hội để chơi với chú chó nữa. Chú chó nhướng đôi lông mày ra chi điều hiểu chuyện lắm. Nhưng thực ra chú chẳng hiểu cái gì hết. Mẹ cậu bé lớn gọi. Đi thôi bốp, đi thôi nhanh con ơi. Đến giờ về rồi, còn quên ngay cái ổ bọ chết lót chót ấy đi nhá. Tớ phải về nhà với mẹ tớ đây, cậu buồn bã chào. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Cậu bé nắm lấy bàn chân chú chó nhỏ và lắc lắc. Rồi cậu léo đéo theo sau mẹ. Chú chó nhỏ bước theo cậu bé, cứ đi như vậy suốt quãng đường về nhà. Đêm hôm đó, cậu bé không sao ngủ được. Nhìn qua khung cửa sổ, cậu thấy chú chó nhỏ ngồi đợi xa xa ở bên dưới. Tớ không thể bỏ cậu lại được, cậu bé nghĩ, và rồi quyết định làm một việc thật táo tợn.
cậu xách hành lý mà cậu đã xếp sẵn, bỏ thêm vào túi áo vài chiếc bánh quy, rồi nhón chân khẽ khàng đi ra khỏi nhà. Cậu bé sợ hãi khi rón rén bước xuống từng bậc cầu thang. Cậu cũng rất sợ khi đi qua cánh cửa nặng trịch đóng lại phía sau lưng. Cậu cũng rất sợ khi cậu chạy đến chỗ người bạn nhỏ của mình. Lại đây nào cậu bạn, cậu gọi chú chó và quả quyết. Chúng ta bỏ trốn thôi. Chú chó rất bối rối. Cậu bé làm gì ngoài này khi trời đã tối mịt thế nhở? Cậu ấy nhẽ ra đang phải ở yên ổn trong nhà với bố mẹ chứ. Thế nên chú chó ngồi yên ở đó. Đi thôi, cậu bé sụp rã. Nhưng chú chó không chịu rời đi. Bánh quy nhá, cậu bé hỏi. Nhưng chú chó vẫn không chịu nhúc nhích. Cậu bé thì thầm. Tớ chỉ cần mang cậu đi thôi. Đi nào. Nhưng chú chó nhỏ cứ nhặng cả lên và cố gắng kéo cậu bé về nhà. Rồi chú bắt đầu chạy quanh cậu bé và sủa ầm ĩ. Go, go, go. Cậu khẽ chứ. Cậu làm bố mẹ tớ dậy bây giờ. Đây hình như là một ý hay, nên chú sủa liên hồi. Go, go, go. Chú sủa to hơn nữa. Go, go, go. Cho đến khi đèn trong nhà bật sáng và một khuôn mặt lo lắng hiện ra. Bố mẹ cậu bé vô cùng tức giận. Con, hãy quay trở về giường của mình ngay. Rồi bố cậu bé bảo, anh nghĩ là cái ổ bọ chét này có thể ngủ lại đây đêm nay. Mẹ cậu bé tiếp lời, nó đáng được như thế. Nó đã trồng bốp anh ạ. Chú chó nhỏ cảm thấy rất hào hứng. Cả đời chú chưa từng được ngủ trên một chiếc giường thực sự nào cả. Ngày hôm sau, gia đình cậu bé chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà và chất hết lên một chiếc xe tải to đùng. Khi cái xe đã chật, họ lên xe ô tô của mình. Chú chó nhỏ lo lắng. Cậu bạn nhỏ sẽ chuyển đi đâu mà không có mình sao? Rồi người bố gọi. Nào, lên đây nào. Ồ, bọ chết lót chót. Mì sẽ đứng cùng cả nhà chúng ta nhá. Chú chó nhỏ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Bố cậu bé hụt sạch bọ chét cho chú. Ôi thật là tuyệt vời khi gỡ được những con bọ chét khó chịu ở trên người. Mẹ tắm và làm sạch cho chú một cách sạch sẽ, đỏm dáng. Sau đấy, bốp lại làm cho chú trở nên lem luốc trở lại khi hai người đi chơi với nhau. Chú chó nhỏ chăm chú lắng nghe khi mọi người trong nhà cố đặt tên cho mình. Bố gợi ý, hay là tên là Gai Góc nhở? Còn mẹ thì nói, hay là Lôi Thôi? Gia 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 gia. Em bé thì Bi Bô. Nhưng duy nhất chỉ có một cái tên được chốt lại, chính là Ổ Bọ Chét. Câu chuyện Ổ Bọ Chét đến đây là hết rồi.